Xin giới thiệu đến cho mọi người mẫu máy sấy thực phẩm 8 khay của thương hiệu Takai Pro. Đi kèm theo máy thì gồm có một sách công thức khoảng 70 món đồ sấy. Đây là phiếu bảo hành của hãng. Còn đây là phiếu bảo hành của shop, nhà phân phối. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đây là một chiếc tu vít để lắp cửa máy sấy. Còn đây là dây nguồn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở máy để theo quan sát thì chúng ta có thể thấy là máy được làm hoàn toàn bằng inox 304 sáng bóng. Các cái khay lưới là được bo viền và đây là khay hứng dầu. Tiếp đến thì mình sẽ quan sát bảng điều khiển của máy. Đây là nhiệt độ này, nút mở nguồn, đây là thời gian này, tăng giảm nhiệt độ và đây là logo Takai Pro của hãng. Còn bên phải đây là cái bảng tham khảo cái nhiệt độ sấy cho từng loại vật liệu. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Trước tiên thì mình sẽ phải nối cái nguồn điện và cái dây nguồn ấy, mình kết nối với cả nguồn điện như này nha mọi người nhé. Tiếp đến chúng ta bấm nút on off để khởi động máy. Sau đó chúng ta bấm nút tem. Khi mà nó nhấp nháy thì chúng ta bấm mũi tên lên và xuống để cài nhiệt độ và thời gian. Đối với máy Takai Pro UV 8 khay, chúng ta có thể cài tối thiểu 20 độ và tối đa 90 độ. Và bây giờ chúng ta sẽ cài thời gian nhé. Bấm nút time và cũng là nhấp nháy thì chúng ta sẽ bấm tăng giảm. Mỗi một lần bấm thì sẽ là tăng 30 phút và máy có thể cài tối đa 24 tiếng. Sau khi cài nhiệt độ thời gian, quạt gió quay và có hơi ấm là máy đã vận hành bình thường. Để bật đèn, chúng ta bấm công tắc ở mặt sau của máy. Đây là đèn UV diệt khuẩn nha mọi người. Và chúng ta có thể dùng để khử trùng thực phẩm, đồ dùng gia đình nhé.